Hello, xin chào các bạn. Đã lâu rồi mình không có đi ăn nhà hàng này. Nhà hàng này nó tên là Applebee các bạn, có nghĩa là trái táo và con ong. Nhưng mà mình thấy trái táo mà mình không thấy con ong các bạn. Để mình đi vô nhà hàng này rồi mình review cái nhà hàng này cho các bạn coi nha. Vô mấy cái nhà hàng này tụi nó hay mở nhạc Mỹ lắm các bạn, cho nên bị dính bản quyền, cho nên mình ít quay lắm. Bây giờ bước vô là thấy ông quản lý bữa nay vắng cho nên họ đã vô mình vô bàn rồi các bạn ha. Bây giờ đi vô thôi. Trong đây rất là đẹp luôn. Trời ơi, bữa nay nó cho mình ngồi các bạn cao vậy. Mình lùn mà nó cho mình ngồi các bạn cao vậy. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi ở đây. Hôm nay là lễ Halloween các bạn, cho nên khi mà mình vô là họ đưa cho mình cái ly này các bạn. Spooky. Đây là một ly cocktail mà họ pha theo cái phong cách gọi là lễ ma các bạn ha. Bữa nay vô ăn để cho lễ ma. Trong đây nó có bò bít tết cái loại này. Ok, bây giờ ngồi đây mình vậy. Oh, yes. What can I get everyone to drink? Can I have Coke? Is Pepsi okay? Yes. Okay. And can I have the strawberry lemonade? Yes. Can I have this one? Yes. Ok, bây giờ mình sẽ kêu cái này các bạn ha. Mucho, mucho drink. Để uống Halloween. Đây, mucho. Thì trong đây nó gồm có rượu Bacardi. Bacardi là rượu giống như là rượu vodka vậy các bạn. Chanh dây. Chanh dây dứa với lại này gummy brand nữa. Nó có cái não vậy đây nữa các bạn. Ok. Thì bữa nay mình sẽ vô, mình sẽ kêu những cái món mà mình rất là thích ăn các bạn ha. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nhà hàng này. Bây giờ mình sẽ để diện muỗng ra. Thì đây là nhà hàng Mỹ cho nên họ sẽ để ra. Em ăn cái cá, chọn cái đi. Anh ăn cái steak đi. Ok. Ok, steak. Em ăn cái cá. Ok, rồi kêu ba gì? Ba cái gà với tôm nữa. Ok. Đây, để dĩa ra. Nhà hàng của Mỹ thì nó không có trang trí sang trọng giống như bên Việt Nam mình đâu các bạn. Hôm nay có bà vợ mới từ Việt Nam qua để dẫn bà vợ đi ăn nhà hàng Mỹ. Qua bên Mỹ là phải ăn thịt bò Mỹ. Sure. Ok. So for two of us, we're gonna do spinach dip. Uh-huh. And he want the 8 out of the street siren. How do you want it cooked? Well, okay, in two sides. Mashed potato and broccoli. Okay, did you want the shrimp? For the shrimp. Trong khi mình chờ đợi đồ ăn ra đó các bạn, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình. Đây, các bạn biết mà ở Mỹ này á, khi mà các bạn vô nhà hàng á, sẽ có một cái người mà họ dẫn các bạn đi vô nhà hàng. Thì cái người đó họ sẽ làm lãnh lương theo giờ, có nghĩa là họ sẽ làm 10 đô la một tiếng các bạn, 10 đô la một tiếng. Thì cái nhiệm vụ của họ là họ dẫn các bạn vô bàn, xong rồi họ để cái này xuống, ok, là họ lãnh lương 10 đô la một tiếng thôi, đơn giản thôi. Cái nhiệm vụ của họ là gì thôi. Còn cái cô nhân viên mà cổ lấy thức ăn cho mình á, thì cổ không có làm 10 đô la một giờ, cổ chỉ làm có 2 đô la một giờ thôi các bạn, 2 đô la một giờ thôi. Nhưng mà cổ sẽ ăn tiền bo các bạn, có nghĩa là mình bo cho cổ bao nhiêu thì đó là tiền lương của cổ. Thì đó là cái hình thức của những cái nhà hàng mà hoạt động như vậy các bạn ha. Có nghĩa là những cái người đứng ở ngoài dẫn các bạn vô đó, thì họ chỉ lãnh lương tầm 200-300 đô một tuần thôi các bạn, 200-300 đô một tuần thôi, rất là ít ha. Thì những cái người waiter này đó, những cái người bồi bàn đó, họ sẽ lãnh lương nhiều hơn. Có nghĩa là một đêm họ có thể kiếm được 200-300 đô hay là 300-400 đô tùy theo mà khách nó cho các bạn ha. Nhưng mà bù lại một cái là các bạn phải dọn chén, dọn dĩa, các bạn phải đi tới đi lui. Còn cái người kia thì chỉ đứng ở ngoài thôi, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên vô nhà hàng Mỹ á, các bạn phải bo cho họ, tại vì họ sống bằng cái tiền bo này nhá. Ok. Thì các bạn biết không, có nhiều người á, khi mà họ ăn xong họ thảy tiền bo lên bàn, thì những cái người khách xung quanh này á, họ đi ngang họ lụm các bạn. Cho nên khi mà các bạn ghe đó, thì người ta không thấy cái tiền bo các bạn, cho nên bây giờ họ hay bỏ trong thẻ các bạn. Ai hỏi ông thẻ đó, đấy là gì? Thì đó chính là những cái lưu ý khi mà các bạn qua bên Mỹ, mà các bạn ăn ở nhà hàng bên Mỹ ha. Đó các bạn. Có ba người mà nó cho ngồi cái bàn biết bự luôn các bạn ơi. Quá trời luôn. Bây giờ là thời buổi dịch Covid cho nên họ không có cho mình cái thực đơn. Họ phải kêu mình scan vô đây các bạn. Thì khi mình scan vô đây rồi á, thì cái thực đơn nó sẽ hiện ngay trong cái điện thoại của mình. Đó, còn ở đây cũng vậy luôn. Đó, đây là cái nước uống của tầng này.
chỉ có 5 đồng một ly các bạn. Thường thường nó bán cái này là tới 10 đồng một ly, bây giờ là lại cho nên họ bán 5 đồng một ly. Đây là nước máu, máu của Dracula. Còn đây là nước giờ gọi là nước bùa các bạn, nước bùa. Nước máu và nước bùa. Cái này là Dracula juice, gụ của Dracula. Thank you. Quá đã, bà thử thử đi bà. Cái này là bùa chú spells. Bây giờ để mình uống thử cái ly $5 này coi nó có cái mùi vị như thế nào các bạn ha. Cạn ly welcome to America. Ồ ngon lắm nha. Bữa nay ba vợ chơi nguyên một ly rượu margarita luôn. Vô các bạn ơi, cạn ly. Đó, cạn ly. Ok. Ly gỗ bự quá. Ồ, bây giờ cái món ăn đầu tiên ra rồi, bà chấm đi ngon lắm bà. Bánh, ăn khai vị. Cái này là món khai vị các bạn. Bánh chấm với cái này hoặc cái này tùy bà. Thay vì ở bên Việt Nam mình sẽ ăn đậu phộng để khai vị các bạn ha. Nhưng mà bữa ở Mỹ thì mình ăn đồ Mỹ. Cái này là rau củ quả dầm với lại bơ. Chấm riêng cho mọi người. Cái này tương cà của Mễ. Xót xà. Còn này là rau củ quả, cái này ngon hơn nè. Các bạn múc gì nè. Đó, múc gì nè. Đó rồi, bao ngon luôn. Ngon quá. Múc cái này ngon quá các bạn ơi. Chi với lại rau chân vịt với lại bông anh xô. Cái này ăn là bao kiền luôn á. Béo. Ở trong này có nó có rất là nhiều chi. Bao khoái này ăn chi được. Có nhiều người Việt Nam mới ở Mỹ các bạn, họ không có ăn chi được các bạn ha. Cái nó ba vợ hả? Ừ. Này rất là lạ, người Việt Nam mình họ không thích ăn bơ. Không quen ăn. Không. Mình đem món khai vị ra, cái mình ngồi đây mình nhâm nhi cho trong khi đợi món chín ra. Dứt một cục ăn. Quá ngon luôn. Em dạ ăn cái đó. Mình thử thêm em dạ ngon mình. Ăn nguyện quá. Các bạn thấy không, ở bên Mỹ á, những cái chuỗi nhà hàng như vậy đó, nó rất là rẻ các bạn. Không phải là người giàu có cũng ăn được không? Nhưng mà ở bên Việt Nam á, những cái chuỗi nhà hàng này nó khá là mắc. Chỉ có những người có tiền mới ăn được thôi. Những người bán vé số là không ăn được bạn. Rất là buồn ha. Đó. Thì ở đây nè, thịt bò bít tết rất là ngon luôn, mà rất là rẻ luôn. Tôm chiên nè, quá ngon luôn, quá rẻ luôn. Nó làm cho mình cái ly này bự quá bạn. Cái ly này tối nay là uống là không say không về. Ở trong này là rượu vodka. Trời ơi, nó bỏ rượu vodka ở dưới quá trời luôn. À, đồ ăn ra đây các bạn ơi. Thank you. Wow, đây là cái phần ăn của mình các bạn. Đây là tôm hùm, cái đồng, thịt bò. Thịt bò bít tết, thấy không? Khoai tây nhào. Đó, một bữa ăn của Mỹ, tôm nướng. Còn ba vợ mình ăn gà, tôm nướng và lại khoai tây. Vợ mình thì ăn ké, vợ mình nó không thích ăn thịt bò các bạn ơi. Cá hồi, tôm nướng. Đó, cả nhà cùng nhau đi ăn. Đi ăn theo kiểu Mỹ. Ngon bà vợ. Good, ngon. Ăn thịt bò ha. Cá, Mỹ này á, đi ăn thịt bò là cái gì đấy các bạn?
cái nhà hàng này á, thì nó cũng không phải là nhà hàng sang trọng, cho nên các bạn không cần phải đeo cái khăn giống như bên giống như trong phim Hồng Kông mà các bạn hay coi ha. Nhà hàng thì cứ bình dân mà đó. No, nhà hàng sang trọng mới đeo thôi. Cái này là tôm các bạn, tôm nướng mọi. Ngon lắm rồi, bạn không giống ngọt đâu. Thịt bò Mỹ. Qua Mỹ mà không ăn thịt bò là coi như là chưa qua Mỹ. À, mình thì không thích ăn thịt bò sống, mình thích ăn thịt bò chín các bạn. Ngon quá. Ronald. How did everything turn out so far? Yep. Very good. Has a rotating shirt. Cái ông đó là quản lý ở chỗ này các bạn. Cái nhà hàng này á, đây Mỹ nó mang tên Nam Bánh Mì, nó có là khắp nơi ở nước Mỹ luôn, khắp nơi luôn. Cho nên mỗi một chỗ á, nó phải có một người quản lý. Cái thì cái người quản lý đó, họ sẽ được quyền là thuê nhân viên. Họ phải làm sao cho cái chỗ này nó đi lên các bạn. Còn nếu mà cái ông quản lý đó mà ông làm cho cái chỗ này đi xuống đó là ông sẽ bị sa thải. Thì cái ông này ông có quyền mướn người ta hay là đuổi người ta, ông không cần phải thông qua ông chủ các bạn. Cái này là khoai tây nhào. Đó mới thịt bò. Ngon. Em ăn thịt bò không? Không được. Ok. Các bạn thấy ở Mỹ sướng không? Quá sướng ha. Cạn ly các bạn ơi. Vô. Vô. Anh dạo mình ăn bữa nay ăn sao? Ở Mỹ này các bạn biết không, cái này á, là họ làm sẵn hết rồi, cho nên họ mình vô họ chỉ múc ra thôi, cho nên nó cũng giá nó cũng khá là rẻ luôn, nó không có mắc các bạn ha. Bà vợ tụi mình thì ăn gà. Cái này là nếu mà người Việt Nam của mình qua Mỹ á, họ sẽ rất là lạ với cách ăn này các bạn. Mày nói Mỹ nữa, không có ăn cơm nữa, ăn như này nè. Dạ hả? Người Mỹ họ ăn gì không đó các bạn, no luôn á. Bạn thấy không? Người Mỹ là ở bên Mỹ là họ ăn gì đó là họ no nguyên một ngày luôn á. Xạo quá. Hả? Nó no ngày luôn á. Các bạn biết không, các bạn vô cái nhà hàng này á, khi mà các bạn kêu rượu á, thì họ sẽ hỏi cho các bạn đủ 21 tuổi chưa. Nếu mà các bạn không đủ 21 tuổi á, là họ không bán cho các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà các bạn mà đi chung với con các bạn á, người Việt Nam của mình họ hay giống như là đưa con họ uống rượu á, thì nếu mà các bạn qua Mỹ mà các bạn con nhỏ á, mà các bạn đưa rượu cho nó uống á, là mấy cái tụi này tụi nó thấy tụi nó gọi cảnh sát á, tụi nó sẽ gọi cảnh sát nha. Cho nên á, các bạn ở bên Mỹ á, các bạn có thể cho con các bạn uống rượu ở nhà cũng được, đúng không? Việt Nam của mình hay cho con uống rượu lắm bạn. Đó là phản pháp ở Mỹ. Nhưng mà đi ra đường á, các bạn đừng cho nha. Các bạn cho con các bạn uống rượu, mấy cái người này họ thấy á là họ gọi cảnh sát liền đúng không? Là các bạn bị tỏi rất là nặng. Like,
Ngon quá các bạn ơi, quá ngon. Cái nhà hàng này á, nó làm cho mình á, mình cảm giác được là mình cũng có thể ăn ăn những cái món ngon nhưng mà không cần phải tốn nhiều tiền các bạn. Quá no, quá ngon. Một cái phần ăn gì đó nó quá là bự luôn các bạn ơi, và nó quá là rẻ luôn. Nếu mà tính theo Việt Nam của mình đó, là cái phần ăn này nó thực sự là rất là rẻ luôn. Nhưng mà ở bên Việt Nam nó khá là mắc các bạn. Cho nên là mình thấy ở bên Mỹ này rất là sướng, thấy không? Ai cũng có thể ăn được. Những cái này á, mình ăn á, các bạn biết không? Mình ăn á, thấy không? Là giống như là nó đủ chắc luôn, không? Nào là thịt bò nè. Thịt bò nè ha. Rau nè ha. Tinh bột nè ha. Nói chung là đồ đủ chắc luôn á. Các bạn không cần phải nấu nướng, không cần phải ăn giống như là bên Việt Nam là canh hay là cá vậy. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Tạm biệt các bạn. Ăn hết chứ. Ở Việt Nam mà đi nhà hàng Mỹ đó, à, ăn một lần là lo một tháng luôn á. Các bạn biết không? Nhà mày thấy người ta ăn hết trơn á, thì của mày là bán ngon mà ta đem về là của mày còn ăn đúng không? Thường nó vậy đó, lâu lâu nó phải là 2-3 lần. Các bạn biết không, mấy cái người mà họ bưng răng cho mình á, là họ sống nhờ vào cái tiền bo. Thì một ngày họ kiếm tầm được 100 hay là 150 tiền bo nhờ vào cái tiền bo của mình. Cho nên khi mà các bạn qua bên Mỹ, các bạn đi ăn á, là các bạn phải nhớ bo cho họ nha, là bo cho họ nha, ok? Nhưng mà ở bên Mỹ các bạn có một số người họ không bo các bạn, giống như là người Mỹ đen á, họ đi ăn xong cái họ không bo các bạn, thì rất là tội nghiệp cho những cái người bòi bàn đó các bạn ha, rất là tội nghiệp. Good. Cho nên á các bạn biết có mấy nhà hàng á, tụi nó biết các bạn, khi mà tụi nó thấy người Mỹ đen vô đó thì tụi nó tính tiền bo sẵn luôn các bạn, họ tính tiền bo sẵn luôn. Đó không, nó làm giống như là cho tụi mình bị quê đó. Ok các bạn ơi, bây giờ tạm biệt các bạn nhé. Đó, ở bên Mỹ rồi đi ăn là phải lấy về các bạn, không có gì gọi là quê cả. Bây giờ chuẩn bị đi về các bạn ơi. Thank you. Như vậy là đã trở lại cuộc sống bên Mỹ rồi. Ở bên Mỹ đi đâu cũng đi bằng xe về các bạn, cho nên rất là thoải mái luôn. Đó, các bạn thấy sướng không? Bên Mỹ đi là có xe nhà đi, không? Không phải giống như bên Việt Nam đi ga là có taxi. Đường xá thì rộng rãi thoải mái. Quá là rộng rãi luôn.